Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Trước cái dòng laptop Acer Aspire, các bạn thường nghĩ đến điều gì? Một mẫu laptop có hiệu năng cao này, mức giá rẻ, cùng với đó là một thiết kế ở mức tạm ổn đúng không? Tuy nhiên, đối với bản Acer Aspire 2020 này thì Acer đã cải tiến về phần thiết kế. Khi mà thiết kế bây giờ đã được làm từ nhôm rồi thì khi làm từ nhôm ấy, đầu tiên nó sẽ đẹp hơn khi so với làm từ nhựa, và cái thứ hai là độ bền của mẫu laptop cũng được tăng theo. Thì đấy là hai cái điểm đặc biệt nhất rồi. Và độ nặng của mẫu laptop này cũng rất ấn tượng, chỉ 1,5 kg, cùng với đó là độ dày ấy chỉ là 17,95 mm thôi, chúng ta cứ gọi là 18 mm đi, tức là dưới 2 phân, hoàn toàn ổn đúng không? Thì cái cấu hình mà các laptop phải đưa ra cũng rất tốt khi được trang bị CPU Core i5-1035G1 4x8 luồng, 8GB RAM, 512GB SSD. Và các bạn nghĩ cái cấu hình này có đủ làm việc không? Thì đối với mình là một người dùng kiểu làm content creator thôi, thì cái mẫu laptop này vẫn đáp ứng được tất cả các nhu cầu của mình. Mình có thử qua các phần mềm như kiểu là PowerPoint, Excel hoàn toàn ổn. Và nếu như bạn nào mà thích làm Photoshop trên cái mẫu laptop này thì vẫn có thể làm được. Tuy nhiên thì làm ở mức gọi là làm để lúc cần thiết thì dùng thôi, còn nếu mà hardcore quá thì nó sẽ không được đâu. Các bạn cần phải lựa chọn phiên bản nó cao tiền hơn một chút, khi đấy thì nó sẽ có CPU cao cấp hơn và được trang bị card họa rời MX350 đấy, khi đấy thì các bạn có thể làm hay là chơi game nó ổn hơn. Rồi chúng ta sẽ nói về phần trải nghiệm đi, thì mình sẽ nói về phần màn hình. Thì ở đây Acer đã màn hình nó mỏng, quảng cáo mỏng, nhưng thực tế khi mình sử dụng ấy thì mình thấy nó vẫn chưa mỏng đến cỡ để mình ấn tượng đâu. Tuy nhiên nếu xét trong 2020 thì mình thấy cái thiết kế nó vẫn ok, từ trên dưới thì vẫn dày. Tuy nhiên chúng ta vẫn có webcam, tầm này mà không webcam để làm việc nữa thì quá buồn. Và màn hình này có kích thước 14 inch, độ phân giải là Full HD, cho chất lượng hiển thị rất tốt. Mình hoàn toàn có thể sử dụng cái mẫu laptop này để có thể làm việc thông thường cũng như là chỉnh ảnh một chút thì vẫn được. Còn nếu như bạn nào mà yêu thích kiểu chỉnh ảnh nó hardcore hơn một tí thì mình nghĩ nên xuất là một mẫu màn hình rời khác có chất lượng hiển thị rất tốt hơn. Chuyển đến phần trải nghiệm sử dụng khác, đó chính là phần bàn phím. Bàn phím hơi nâng một chút, tuy nhiên phím khoảng hợp lý thì các bạn sử dụng kiểu đánh văn bản các thứ được ok. Mình thì vẫn ưa thích một mẫu bàn phím có cái hành trình nó sâu hơn một chút. Mình mong Acer sẽ cải thiện được vấn đề này, nhưng bù lại một điều, đây là bàn phím có trang bị LED ở bên dưới, tức là các bạn làm việc trong điều kiện ánh sáng không được cao lắm hay là việc ban đêm thì vẫn nhìn rõ các phím và số, chắc quát được cảm giác di mượt mà. Mình là một người thường xuyên ra mồ hôi tay nhưng mình di không cảm giác sự rít hay là việc là kém nhận biết được cả. Đây là một điểm cải tiến rất lớn khi so với các dòng laptop Acer Aspire trước. Thì cổng kết nối trên mẫu laptop này cũng rất đầy đủ, khi tổng cộng các bạn sẽ có 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng mạng LAN dạng ngạc và 1 cổng có tính HDMI. Thì đầy đủ với các nhu cầu thông thường thôi. Còn những bạn có nhu cầu nâng cao một chút thì mình nghĩ lần này cổng kết nối vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được. Cuối cùng về thời lượng pin thì sao? Như mình đã nói rồi, đây là một mẫu laptop được trang bị CPU thế hệ 10 của Intel, được sản xuất trên tiến trình 10 nm, thế nên trải nghiệm sử dụng của nó đầu tiên rất tốt, và cái thứ hai hiệu năng cao, và cái thứ ba đó là tiết kiệm pin. Đối với những bạn nào mà sử dụng không hardcore một chút ấy, như kiểu mở máy lên để set độ sáng thấp thấp một tí xong mang ra ngoài chỉ để đánh văn bản thôi, thì hoàn toàn tối đa có thể lên đến 11 tiếng. Còn đối với mình là một người dùng hơi hardcore một chút ấy, thì mình sử dụng cái mẫu laptop này được gần 7 tiếng. Theo mình thấy đây vẫn là một thời lượng pin cực kỳ ấn tượng nếu mà so với cùng phân khúc khác, các mẫu laptop khác chưa chắc đã làm được như cái mẫu laptop này. Ok, thì đường link của tất cả các sản phẩm laptop Acer Aspire mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Nếu các bạn quan tâm thì có thể click vào, đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.